Anh mở top class đi anh, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn em nhiều. Thì hôm nay mình sẽ mở gói cầu thủ top class để xem là sẽ ra được cầu thủ nào các bạn nhá. Hiện tại thì gói top class đang có Ronaldo, thì đội mình cũng đang có Ronaldo rồi, thế cho nên là mình phải bán đi. Mình sẽ vào bán Ronaldo đi các bạn nhá. Đây là Ronaldo, full fit 100, mình bán luôn. Rồi, và bây giờ gói top class đã xuất hiện Ronaldo rồi. Và gói top class này đang có 5 cầu thủ thẻ xanh và 2 cầu thủ thẻ trắng. Và để mở cầu thủ thì sẽ mất 650 kim cương các bạn nhé. Và việc mở này thì hoàn toàn là hên xui, cầu may thôi các bạn ạ. Bạn nào mà nhân phẩm thì sẽ mở được ngay, còn bạn nào mà không nhân phẩm cho lắm thì sẽ vào các cầu thủ không mong muốn. Nhưng mình thì mình thấy không nên mở cái gói này. Lần trước mình đã mở gói cầu thủ International Icon để săn Kylian Mbappe, thì các bạn có thể thấy là cái giá nó chát như thế nào, cực kỳ chát luôn các bạn ạ. Bạn nào mà chưa xem video đấy thì mình để được link ở trên này, các bạn click vào đấy để xem nhé. Còn lần này thì không biết thế nào đây, không biết là bao nhiêu kim cương sẽ ra Ronaldo. Dự là sẽ rất là tốn kém này. Là chúng ta sẽ bắt đầu mở nhá. Ôi cầu trời cầu Phật, cầu trời cầu Phật là ra anh Rô đi. Bắt đầu nào. Ui, cái dáng này số 7. Ui, phát đầu tiên đã ra Ronaldo luôn các bạn ạ. Ôi ôi, cực kỳ là may mắn, cực kỳ nhân phẩm, quá là hên. Ngay phát đầu tiên đã ra Ronaldo, quá tuyệt vời. Và chỉ số đã được nâng cấp lên 90 rồi. Và chỉ mất 650 kim cương để có thể sở hữu được các bạn nha. May mà không phải mất đến mấy nghìn. Và đây là Ronaldo của chúng ta. Mình sẽ bán đi mấy cầu thủ để mình bắt đầu nâng cấp Ronaldo luôn nha. Lần trước mình cũng đã nâng cấp Ronaldo rồi, nhưng mà chỉ số nó chưa được đẹp. Rồi, đây là Kylian Mbappe mà mình đã mở ở gói cầu thủ International Icon. Còn đây là Ronaldo mình vừa mới mở được, chỉ số cũng đã được nâng cấp sẵn lên 90 rồi. Và bây giờ mình sẽ đập cầu thủ nhá. Vì đã đập hai cầu thủ nên là mình sẽ tập trung vào ép Ronaldo đi. Đầu tiên mình sẽ đập một thẻ fit xanh rất đẹp. Ronaldo vào tăng tốc và thể lực, Mbappe thì vào tăng tốc và sở trường. Tiếp theo một quả fit xanh, Ronaldo tiếp tục vào tăng tốc và thể lực, cũng rất đẹp. Tiếp tục mình sẽ mồi một thẻ trắng này vào tốc độ của Ronaldo. Tiếp tục một thẻ trắng tiếp vào sở trường của Ronaldo. Rồi mình sẽ đổi sang một fit xanh rất là đẹp vào chỉ số tăng tốc và tốc độ của Ronaldo. Mbappe thì vào tăng tốc và thể lực. Tiếp tục một thẻ fit trắng vào thể lực của Ronaldo. Tiếp tục một fit trắng tiếp vào sở trường. Rồi mình sẽ đổi sang fit xanh rất đẹp luôn vào tăng tốc và thể lực. Và hiện tại thì chỉ số tăng tốc của Mbappe bây giờ đang là 100 rồi. Mbappe chỉ còn tốc độ, thể lực và sở trường. Quả fit xanh rất là đẹp các bạn ạ, vào tốc độ và tăng tốc của Ronaldo. Và hiện tại thì tăng tốc đã mắc 100. Mbappe thì vào thể lực và sở trường. Chúng ta tiếp tục một fit trắng. Rồi, và chỉ số tốc độ của Mbappe cũng đã mắc 100. Chúng ta thử chuyển sang tách một quả xem nào. Rất là đẹp. Vào shot của Ronaldo các bạn. Và shot đã lên 92. Chúng ta lại sang fit trắng và Mbappe rồi. Và sở trợ của Ronaldo. Chúng ta lại đổi sang tách trắng và con của Mbappe. Và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang tách xanh nhé. Rồi, quá đẹp. Cả hai Ronaldo và Mbappe đều vào shot các bạn nhé. Shot Mbappe lên 93 và shot Ronaldo lên 94. Cực kỳ đẹp luôn. Tiếp tục một tách trắng, tuyệt vời. Shot đã lên 95. Rồi vào tắc rồi. Rồi chúng ta chuyển sang tách xanh, quá đẹp. Và Mbappe và Ronaldo tiếp tục vào shot. Và giờ shot của Mbappe đã lên 95 và Ronaldo lên 97 các bạn. Chỉ số con Ronaldo lên 99. Tiếp tục tách trắng. Rồi và con đã mắc 100. Tiếp tục vào tắc rồi. Bây giờ cũng khá là khó nghĩ đây các bạn.
MAP bây giờ chỉ số tốc độ và tăng tốc đã là Mach 100. Mình tiếp tục ép fit cho Ronaldo để đập tốc độ lên 100 thì fit của MAP cũng sẽ tăng. Mà fit của MAP tăng thì đồng nghĩa với shot sẽ phải giảm. Phải lựa chọn thôi các bạn. Mình lựa chọn Ronaldo nên là phải đập Ronaldo thôi. Rồi tiếp tục đập một tấc trắng. Rồi, rất đẹp luôn. Shot của Ronaldo đã lên 98 các bạn. Chúng ta đổi sang fit trắng đi. Vào sân chơi của Ronaldo. Tiếp tục một fit trắng tiếp. Vào thế lực của MAP. Vào sân chơi nữa rồi. Chúng ta lại chuyển sang tech. Vào pass của Ronaldo. Tiếp tục đổi sang fit trắng. Tiếp tục vào sân chơi của Ronaldo rồi. Và chúng ta sẽ chuyển sang một fit xanh. Rồi. Rất là tiếc là Ronaldo lại không vào chỉ số tốc độ các bạn ạ. Như vậy là đã mất 4 chỉ số của MAP vào fit thì chỉ số vào shot sẽ bị giảm nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập một fit xanh nữa thì tỷ lệ vào chỉ số tốc độ của Ronaldo sẽ cao các bạn nha. Rồi, đập fit xanh. Ok. Và như vậy là chỉ số tốc độ của Ronaldo đã mắc 100. Rất là đẹp. Và MAP tiếp tục thêm 4 chỉ số vào fit nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang để ép shot các bạn nha. Chúng ta sẽ đập một tách trắng. Quá đẹp. Vào shot của Ronaldo các bạn ạ. Ronaldo lên 99. Tiếp tục chúng ta đập một tách xanh luôn các bạn nha. Tuyệt vời luôn. Và chỉ số shot của chúng ta đã lên 100. Ronaldo đã mắc các bạn nha. 4 chỉ số mắc đó là tốc độ, tăng tốc, kỹ thuật và shot. Với tiền đạo như thế này là rất tuyệt vời các bạn ạ. Còn MAP vào pass và con. Hơi tiếc một chút là không vào shot nên là vẫn đang dừng lại ở 95. Rồi, chúng ta đập tiếp một fit xanh để đập vào Ronaldo các bạn nha. Một là vào sở trở, còn hai là vào thể lực của Ronaldo. À, rất là tiếc là vào sở trở của Ronaldo. Và MAP thì vào sở trở cũng đã mắc 100. Thể lực lên 97. Rồi, và còn quả cuối thì đập tách xanh thôi. Rất là tiếc là lại vào tắc chứ lại không vào shot. Và thế là cũng rất ok rồi các bạn. Và đây là chỉ số của MAP sau khi mắc. Tốc độ, tăng tốc và tỷ đề là 100. Thể lực 97, shot 95. Như thế là cũng đã rất là ổn các bạn. Và đây là chỉ số của Ronaldo. Quá đẹp luôn. Tốc độ, tăng tốc 100. Kỹ thuật 100 và shot là 100. Tiền đạo như thế này là cực kỳ đẹp. Mình phải ép bao nhiêu lần mới được cái chỉ số như thế này các bạn. Quá tuyệt vời. Và trước đó mình có đã đập Ronaldo cho các bạn xem ở phần 1. Thì chỉ số shot chỉ có 95. Đó. Và một câu chuyện dài ở đằng sau. Khi mà mình cố gắng ép shot lên 100 thì sẽ được như thế này đấy các bạn. Đó, sau khi mình bán đi mua lại để đập ép shot lên 100 thì chỉ số tốc độ và tăng tốc của mình được có 99. Và chưa dừng lại ở đó, tiếp tục bán đi để mua lại Ronaldo để cố gắng ép lại, ép shot lên 100 thì lần này thảm hại hơn. Chỉ số tốc độ 98 và tăng tốc 93. Rồi, và vẫn chưa dừng lại ở đó, quyết không đầu hàng số phận, tiếp tục bán đi để mua lại và đọc thêm lần nữa thì lúc này có thảm hại hơn nữa các bạn. Có thảm hại hơn nữa các bạn. Có thảm hại hơn nữa các bạn. Lần này chỉ số là còn không được cái nào 100 luôn. Các bạn có thể thấy chỉ số. Và để tính ra mình đọc Ronaldo phải mất hơn 100.000 vàng mới ra được một cái chỉ số ưng ý. Và video mở gói cầu thủ top class và đập mắc cầu thủ của mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Có câu hỏi nào muốn đặt ra cho mình, cần mình giải đáp và hướng dẫn, các bạn hãy để lại comment ở bên dưới cho mình nhé. Và nhớ tham gia group mình đang để ở dưới phần mô tả của video này. Chào tất cả các bạn. Bye bye.